chúng ta bắt đầu phần aerobics. Chúng ta hãy sẵn sàng để tập cho tốt mồ hôi, vì bài tập này sẽ đòi hỏi sự cử động của toàn bộ cơ thể, nhất là quả tim và buồng phổi. Cần phải nhớ rằng quý vị có thể ngừng tập hoặc chậm lại bất cứ lúc nào khi thấy cần thiết, và trở lại với những động tác đơn giản như dậm chân tại chỗ cho tới khi quý vị sẵn sàng trở lại và tiếp tục tập với chúng tôi. Dậm chân tại chỗ, vung tay thật cao cho máu huyết tim mạch, rồi bước ra ngang này nha. 1, 2, 3, thêm cánh tay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi dậm chân tại chỗ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi bước ngang, tay giơ lên. 3, 4, 5, 6, 7, rồi dậm chân tại chỗ. 5, 6, 7, rồi bước ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi dậm chân tại chỗ. Dậm thật mạnh vào, vung tay cao lên. Sửa soạn nhấc đùi lên nha. 1. Rồi, thêm cánh tay nè. 1, 2, kéo. Kéo mạnh là. Sửa soạn nhấc hai đùi nha. Nhấc hai lần nè. 1 nè, 2 nè, 1 nè, 2 nè, 1 nè, 2 nè, 1. Trở về nhấc một lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi nhấc hai lần. 1, 2, 3, 2 và 2 và 2 và 2. Trở lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi nhấc hai lần nữa. Lên và lên, lên và lên. 1, 2, 1, 2. Rồi dậm chân tại chỗ. Sửa soạn bước lùi nha. 1, 2, 3, 4 nè, 5 nè, 6 nè. Giơ tay lên. 1 nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7. Rồi bước lùi lần nữa. Tay giơ ra đằng trước, chân lùi lại, giữ người ở dưới, rồi bước ngang. Quý vị đừng có nhún người nhiều, đầu gối lúc nào cũng giữ trong tư thế cong. Rồi lùi lại lần nữa. Rồi bước ngang. Rồi, dậm chân tại chỗ. Chúng ta theo điệu Latin nào. Bước rộng ra nè. Dùng cái hông, đưa hông. Quý vị đang nhảy disco, đưa hai bên nè. 1, 2. Nhún và nhún, nhún. Quý vị đang đi nhảy, mỗi tuần quý vị đi nhảy là quý vị sẽ ốm lắm đó. Cái nữa. Rồi mình bắt đầu bước ngang nha. Sửa soạn này nha. Ngang. Bước chéo bước lên. Bước chéo bước lên. Chéo bước lên. Trở lại về hông. Nhún 4 cái hông nha. 2, 3, 4. Rồi bước ngang nè. Bước chéo bước lên. Bước chéo bước chậm. Chéo bước 3. Trở về phía hông. 1, 2, 3, 4, 3. Rồi sửa soạn bước ngang này nha. Bước chéo bước lên. Bước chéo bước lên. Bước chéo bước 3. Và trở lại hông. 2, 3, 4. Rồi bước ngang lần nữa nè. Cuối cùng này nha. Bước chéo bước lên. Chéo bước lên. Rồi dậm chân lại. Tim quý vị có đập mạnh không? Rồi bắt đầu xoắn nè. Xoắn nè, xoắn chân nè, tập hông nè. Rồi giơ tay ra nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi bước ngang nè. Ngang, ra, ngang, ra. Giơ tay lên, xuống. Giống như là người vũ công Tây Ban Nha đó. Rồi trở lại, twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
nhảy rồi flamingo. Lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên và twist lại. 2, 3, nhún xuống. 5, 6, 7, flamingo lần nữa. Lên xuống, thật dài người thật đẹp. 7 và 8. Tốt quá. Quý vị cứ tiếp tục cử động. Khi uống một ly nữa, mình sẽ trở lại để tập tay.